Em chào tất cả các bác nhé. Chiều nay là ngày 27 tháng 11. Em lại về được một xe hàng nữa. Em đang giới thiệu các bác. Các bác xem có đôi giày nào các bác cảm thấy hợp lý, ưng ý thì có thể là hàng các bác nhé. Số điện thoại em là 0383 440 440. Số thứ hai là 0338 446 309. Đấy. Con đầu tiên lên cho bác một quả đeo chéo này các bác này. Đấy. Vừa đeo chéo vừa cặp lát. Đẹp xuất con này mà sắc luôn. Con này đỉnh của chóp này, hiệu này. Đấy, một hiệu của Valentino bác nha. Valentino bác ạ. Đấy, một con hàng hiệu của Valentino. Siêu của siêu phẩm rồi. Những con này thì không bác nào chê nổi nó nha. Quá xuất sắc rồi. Valentino. Một con hàng hiệu. Ây da. Con này con chéo K1 bác nhé. Chéo K1 này, size 25-35, giá 2,8 triệu. Này. Bao lâu con này em xả bác giá 2,3 triệu nhé. 2,3 triệu đi. Nhanh gọn. Tiếp tục lên bác một đôi giày VIP bình VIP. Đẳng cấp của đẳng cấp luôn. Đấy, một đôi hàng hiệu của Italia bác này. Đấy. Italian. Đấy. Patek Italian. Vít tuyển vịt thôi nha. Đôi này thì quá đỉnh rồi. Đôi này là mã VIP C1 bác này. Size 42 nhé. Bác lấy đôi này em để bác giá là 2 triệu. VIP C1. 2 triệu bác nhé. Đó, VIP C1 size 42 giá 2 triệu. Đôi này em đôi của bác già mới độc này. Mình xem có đi keo không nhá. Con này đánh xi lại bác, không phải đi keo đâu. Đấy, do đánh xi lại anh em nhuốc. Da của nó định rồi. Còn mấy ông Nhật này ông cũng điêu ghê, cũng biết phải đánh xi lại bác ạ. Một đôi soda bác nhá. Ông về ông cũng biết đánh xi lại, ông làm màu ghê thật mấy ông Nhật đẻo này nữa. Đó, đánh xi lại như kiểu cũng mông má như kiểu người Việt bác ạ. Đấy, nó Nhật này. Đôi này là mã C216 size 42, bác lấy đôi này em để bác giá là 1,8 triệu nhá. Đánh xi nhăm nhúa bẩn cả giày bác ạ. 1,8 triệu bác nha. Đây, bác nhìn này. Đấy, nó cho đánh xi vào cho cái giá trên trời thì ai nó mua các bác. 2 triệu gần 3 triệu đôi giày có tây nó mua. Xịn rời thì xịn đúng không bác? Lên thì bác một quả đeo chéo này. Chủ của con đeo chéo này thì thôi, hết phải bàn luôn. Da của nó kinh điển chưa các bác này. Đấy. Hai khóa lâm châm. Chắc lắm, con trồng chắc lắm bác. Ai da, giật mãi không ra. À cái khóa này có bấm không nha, đây các bác này. À, các bác phải ấn nút này mới ra này. Ấn nút này nó mới ra các bác nhé. Ai già, dạ, hiệu dập hết bác nhé. Đây, mấy ông này ông ghê gớm thật. Đấy, scap. Đấy, có cả mã cốt cho bác nhé. Mã vạch này, mã cốt cho các bác luôn này. Hàng hiệu nó vậy bác nhé. Đấy, bên trong đầy đủ hết cả dập hiệu hết cho các bác này. Nói chung con này VIP VIP bác nhé. Các bác lấy con này thì quá đỉnh nhỉ. Đấy, có cả khóa luôn này. Hai khóa này. Da của nó thì thôi rồi. Con này mã chéo C11 bác nhá. Mã chéo CC11 size 28-40 giá 2,4 triệu. Tiếp tục một đôi giày đỉnh cao của đỉnh cao luôn.
hiệu chưa các bác, đủ hiệu chưa ạ? Đủ hiệu chưa các bác? Xô vip bìm bìm, vip bìm bìm nha, mã cốt mã vạch đầy đủ luôn. Đồ này quá đỉnh luôn. Đấy, đôi này là mã C bác nhá, C205 này, size 42, giá 2,3 triệu. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, lên bóng quả cặp công tác này. Đỉnh cao của đỉnh cao luôn. Quá này. Đó. Da mềm nha, con này cặp da mềm siêu nhẹ. Con này cặp da mềm siêu siêu nhẹ luôn. Đó, khóa này các bác nha, hiệu đây. Này cho các xem bên trong luôn này. Này bên trong rộng mênh mông bao la nha, tất cả này đều dập hiệu hết bác nha. Đây. Đó, đủ phê chưa các bác? Này tất cả đều dập hiệu hết này. Con này là cặp công tác K1 bác nhá. Cặp công tác K1 này size 30-40, giá 2,6 triệu. Một đôi giày siêu độc lạ. Một đôi giày siêu độc lạ các bác nhé. Nó siêu độc lạ luôn. Ấy giờ đôi này đi keo rồi bác nha. Đấy, đôi này đã đi keo lại rồi ạ. Đó, đã dính keo bác nha, như người ta khâu rồi bác này. Đấy, người ta khâu lại không vấn đề gì bác nha. Đấy, nhưng mà đi keo vẫn phải báo đi keo, còn đã khâu âm hết rồi, các bác yên tâm về vấn đề khâu rồi bác nhé, không lo nữa. Siêu độc lạ luôn. Đấy, đôi này là mã C202 size 40, giá 2,3 triệu. Bác lấy đôi này em để bác giá là 1,4 triệu nhé, 1,4 triệu đi. Vì đôi này đã đi keo rồi bác ạ. Đấy, cho dù nó khô vẫn phải bán giá đi keo bác nhé. 1,4 triệu, mã C202, size 40. Tiếp tục một đôi vip bìm bìm. Con này thì keo chỉ Zinet, không phải bàn cãi rồi. Hiệu của nó là hiệu Renoma bác nhá, con siêu phẩm của Paris. Đấy, Renoma, một con hàng hiệu của Paris. Con này là mã C210 size 41,5. Mã C210 size 41,5 giá 3 triệu. Bác lấy con này em để bác giá 2,6 triệu nhá. 2,6 triệu luôn. Này em bán rẻ, xuất sắc cho các bác luôn, siêu siêu rẻ. Lên bác một quả cặp cặp hiệu của Lab đấy, Sachi đấy, một cặp hiệu nhá, cặp Lab hiệu luôn này, Sachi đấy, một thương hiệu đỉnh đám các bác nhá. Đó, vip bìm bìm chưa? Ui sợ, con Sachi này thì quá đỉnh cao bác này. Đấy, bọn em Sachi bác nha. Wow, đẹp quá các bác ơi. Ngăn rộng mênh mông nha, rất nhiều ngăn. Đó, con này con mã cực phẩm, cực phẩm Lab B14 size 32-40, giá 3 triệu. Cực phẩm Lab B14 size 32-40, giá 3 triệu. Tiếp tục một con hàng hiệu cho các bác này.
đã được khâu hết bác nhé. Con này thì vít rồi, da của nó thì đeo trọn đời bác nhá, riêng như con này da của bác đeo trọn đời luôn. Mã C203 size 42 giá 2,4 triệu. Lên cho bác một quả vừa đeo chéo đấy, vừa cặp nách bác nhé, vừa đeo chéo vừa cặp nách luôn này đấy, khóa số bác nha, đẳng cấp chưa. Con này chắc là tí em lấy em dùng luôn quá, vip luôn quá nha. Đấy, vừa khóa số này, vừa khóa số vừa đeo chéo luôn này, vừa kẹp nách bác nhé. À, rất nhiều ngăn quá, cực kỳ nhiều ngăn luôn. À, các bác đóng cái quai này vào gọi là kẹp kẹp nách này. Đấy, các bác đóng quai này vào kẹp nách bác nhé. À, như thế này là kẹp nách bác này, size to luôn. Đấy, đây là kẹp nách đây. Con này đồ đúc bao la luôn. Đấy, con này con láp C200 này, size 25-35 giá 2,6 triệu. Đấy, con này là vừa đeo chéo vừa kẹp nách các bác nhé, size to. Em để riêng này tí nè, em đeo luôn. Đấy, bác nào lấy em trả bác. Wow, một con vip em vip. Con này keo chỉ zin bác nhé, độc lạ chưa ạ. Tandy, một Tandy là hàng hiệu rồi, bác yên tâm rồi ạ. À, đã là Tandy được, đã là siêu hiệu rồi, các bác khỏi nghĩ rồi. Vip con này là mã C217 size 41 giá 2,8 triệu. Bác lấy đồ này em để bác giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu bác nhé. Tiếp tục một đôi nữa, chất như nước cất luôn. Có gì nó ra đường khâu rồi này. Ra thì ra nguyên tấm bác nhá. Đó, ra nguyên tấm bác nhỉ, đường kim mũi chỉ nó này. Quá đẳng cấp. Đây, lót rồi, có gì mà lót này. Mới có đắt tiền rồi. Đó, con này mã của nó là mã C213 size 41 giá 2,4 triệu. Tiếp tục đôi giày lười này các bác này. Da này thì các bác đeo thì yên tâm rồi, chọn đời bác nhé. Xin lép. Đấy, con này đôi đi keo bác ạ, đôi đi keo bác nhá. Oh, đôi đi keo bác ơi, đi keo lại bác nhá, dính keo rồi. Để nghiêng mới nhìn thấy bác ạ. Đôi này là mã C218 này, size 41 giá 3 triệu. Bác lấy đôi này em để bác giá là 1,4 triệu nhé, 1,4 triệu bác ạ. Đôi này đi keo gì ạ, 1,4 triệu bác nhá. Đôi này đi keo lại rồi. Lên bắt một quả cặp công tác này. Quá 3 số luôn. Đó, viết chưa?
rộng mênh mông các bác nhé. Bên trong này hiệu dập cho các bác luôn, rất nhiều ngăn bác nhé. Con này là con mã công tác X190 nhá, size 30-40 này. Đấy, bác lấy đôi này em để bác giá là 3,2 triệu, em xả bác này xuống còn là 2,6 triệu nhá, 2,6 triệu. Một đôi siêu nhẹ, một đôi giày siêu nhẹ da, có nhìn ra nó kinh điển chưa? Siêu siêu nhẹ luôn bác nhé. Elicanto, một con hàng hiệu bác nhé, Elicanto. Các bác nghe cái thương hiệu này các bác thấy nổi tiếng đúng không ạ? Elicanto bác nhé, hàng hiệu này. Con này là mã C215, size 42, giá 2,8 triệu. Đấy, một con hàng hiệu Elicanto. Tiếp tục một con VIP nha các bác. Da này, đế kép bác nhé. Đấy, một con thương hiệu này, hàng hiệu con này. Đấy, Mitsubishi. Cái con này gọi đọc khó lắm. Cái gì gọi gì nhỉ? Mi cái gì? Mi nói chung là con này hàng siêu hiệu nhá. Đấy, nó thương hiệu nó đình đám rồi. Con này các bác khỏi phải bàn rồi. Thương hiệu dày nó cực kỳ đắt đỏ nhá. Con này không phải rẻ hàng rẻ tiền đâu ạ. Siêu đắt tiền đấy ạ. Đó, con này mã của nó là mã 2,9 triệu rồi. Con này em để bác giá là 2,6 triệu đi. Đây bác nhá, con này mã của nó là mã này 2,6 triệu. Đấy, mã C212 size 41. Đấy, giá 2,6 triệu. Đó, 2,6 triệu bác nhá, mã C212. Đấy, lên luôn bác một con cặp VIP này đi. Đây là cặp công tác bác nhá. Ôi giời ơi, con này siêu hiệu luôn. Tất cả đều dập hiệu hết bác nha. Rất là rộng rãi, cực kỳ thoải mái luôn các bác này. Rộng lắm các bác nha. Đấy, bên trong mênh mông luôn, hiệu này. Đó, nhưng là con này thì VIP rồi. Độc lạ các bác nhé. Khóa là khóa số. Một con độc lạ khóa số nữa này. Size 2838, một con cặp. Cặp hiệu 10, size 38-48. Đấy, giá là 2,6 triệu. Đây bác nhá, con này là mã cặp hiệu 10 này, size 38-48. À, size 2838 bác nhá, size 2838. Đó, size 2838, giá 2,6 triệu. Em lên cho bác một con soda hàng VIP,
con này keo chỉ zin đét bác nhá, con này cực kỳ mới luôn. Đấy, một con soda hàng VIP, keo chỉ cực kỳ mới. Con này là mã C206, size 40, giá 2.6 triệu. Con này là hàng VIP bình VIP bác nhá, soda. Tiếp tục một con hàng đỉnh cao của đỉnh cao luôn này. Đấy. Con này có tỉa một vài chỗ có keo nhá, 1.2 chấm này, nói chung là có tỉa keo nhá, có tỉa một vài chỗ không đáng kể đâu ạ. Đấy, một con hàng giày của Hàn Quốc, con giày của Hàn Quốc nhá, có tỉa một vài chỗ keo rồi. Con này là mã C208 này, size 41, giá 2.6 triệu. Bác lấy con này em để bác giá là 1.8 triệu nhá, à 1.6 triệu đi. Có tỉa một vài chỗ keo nhá, nhưng nó các bác nó không đáng kể đâu bác nhá, nó một vài chấm cc thôi. 1.6 triệu nhá, mã C208 size 41. Nhưng đã không còn zin thì em đều xả hết bác nhá. Trời ơi, một con gôn này các bác này, một con gôn độc lạ không. Đấy, một con gôn VIP nha, siêu VIP luôn, mới cứng các bác nha, con này keo chỉ của nó mới cứng luôn. Một con gôn VIP. Đấy, con này con gôn 1 bác nha, gôn 1 này, size 41, giá 2 triệu. Bác lấy được ngày để bác giá là 1.6 triệu. 1.6 triệu gôn bác nha, gôn đen 1.6 triệu, mã gôn 1 size 41. Con giày phải nói các bác là nó siêu hiệu luôn. Keo chỉ zin đét. Đấy, đế da các nhá. Này, giày nguyên miếng này. Còn Pino. Con này là mã C201 size 42, giá 2.6 triệu. Một con giày siêu hiệu luôn bác nhá. Con này nó là cực cực đỉnh của hiệu rồi. Keo chỉ zin. Cho bác xem con này nó VIP cỡ nào. Chất lắm con này, chất lắm bác nha. Đó, con này mã của nó là mã C200 này, size 39, giá 3 triệu. Bác lấy con này em để bác giá là 2 triệu. 2 triệu bác nha. Một con giày siêu nhẹ, nó nhẹ các bác cầm lên tay các bác cảm giác không đeo giày luôn nhé, siêu siêu nhẹ, đế xốp. Đấy, một con Elegantô hàng VIP các bác nha, siêu siêu nhẹ rồi. Elegantô con này quá VIP luôn nha. Con này mã C bao nhiêu đây, C211 rồi. C211 bác nhá, con này giá 3 triệu. C211 size 43. Bác lấy con này em để bác giá 2.8 triệu nhá. Elegantô, một con hàng VIP.
một con hàng hiệu Tandy. Con này keo chỉ zin bác nhá, keo chỉ zin đét Tandy hàng hiệu luôn. Con này mã C207 size 40 giá 2,2 triệu. Còn một con chốt hạ siêu nhẹ. Đấy, con này đã dính keo này. Đấy, đã đi keo này. Con này đi keo bác nhé. Đấy, một con hàng hiệu này. Thương hiệu này có biết quá đình đám đúng không ạ? À, những con dòng này siêu nhẹ. Con này mã X106 này. Size 40. X106 size 40. Con này giá là 2,5 triệu. Bác lấy con này em để bác giá 1,5 triệu đi keo bác nhé. 1,5 triệu đi keo lại rồi. Và đây còn một con giày nữ này. Siêu nhẹ. Size 36. Một con giày nữ siêu nhẹ size 36. Mã C209 size 36 giá 1,5 triệu. Đó, video ngày hôm nay thì em xin phép dừng tại đây bác nhé. Em xin chào các bác đi ạ.